Chiều nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức danh nhiệm vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được nghỉ hưu theo chế độ và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc trên các cương vị công tác được giao, đồng thời đề nghị trên cương vị trọng trách Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Đoàn Huy Thái tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết tích cực chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo quân khu 3 đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Anh Lộc và Đại tá Đoàn Huy Thái.